kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức pháp tính, cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tuệ Duyên. Ngái Minh kính chào quý anh chị. Cảm ơn chị Trần Đạo. Con xin phép được trả lời câu pháp cú số 312. Giang kim chí si thi lăng cầm mừng, sang ký lý thần cha dần qua tầng, sang cá xá răng rầm má cha đi dần, na tầng hồ tí má hấp pha lần. Dần kim chí si thi lăng cầm mừng, sang ký lý thần cha dần qua tầng, sang cá xá răng rầm má cha đi dần, na tầng hồ tí má hấp pha lần. Dành kính chi si thì lăng cảm mẫn, sáng ký lý thần cha dân qua tầng, sáng ca xa răng ma cha đi dân, na tăng hô ti ma hấp pha lăng. Dành kính chi si thì lăng cảm mẫn, sáng ký lý thần cha dân qua tầng, sang ca sa răng rầm ma cha đi dân, na tăng hô ti ma hấp pha lăng. Phóng phóng đảng buông lung theo giới cấm ô nhiễm, sống phạm hạnh đáng nghi, sao chứng được quả lớn. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Giang kim chi si thi lăng cam măng, sang ki li thân cha dân qua tầng, sang ca sa răng ram ma cha ri dân, na tăng hô ti ma hấp pha lần. Giang kim chi si thi lăng cầm măng, sang ki li thân cha dân qua tầng, sang ca sa răng ram ma cha ri dân, na tăng hô ti ma hấp pha lần. Bàn tay chị cấm dân em chờ tiếp tục chị ơi. Dàn kiên chi si thi lăng cam măng, sân ki ni thần cha dân quá tăng, sàng ca sa răng rầm ma cha đi dân, ha tăng hô ti ma hấp pha lăng. Một điều dễ dãi buông lung, một điều ô nhiễm khởi cùng ác tri, một điều phạm hạnh đáng nghi, lòng chưa vững chắc mong gì tốt hơn. Của thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Em kính mời chị Cẩm Vân nha. Cứu bồ em còn. Cứu bồ em đi chị. Ta thú lành thay. Dạ kính dân mít đến chị ạ. Dạ sa thú, sa thú. Kính cảm ơn Sức Ái Minh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lĩnh lễ Đức Phật, con kính lĩnh lễ giáo pháp, con kính lĩnh lễ Đức Tăng, con kính lĩnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức pháp tính cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 312. Văn kinh chí xí thí lăng căm măng, sân ký lít thân giá văn quá tâm, san cát xá răng râm má chá rí văn, ná tăng hồ tí má hát tá lăng. Văn kinh chí xí thí lăng căm măng, sân ký lít thăng cha dân quá tăng, sam cát xá răng râm má cha rí dân, ná tăng hồ tí má hát bá lăng. Dân kinh chí xí thí lăng căm măng, sân ký lít thăng cha dân quá tăng, sam cát xá răng râm má cha rí dân, ná tăng hồ tí má hát bá lăng. Sống phóng đảng buông lung theo giới cấm ô nhiễm, sống phạm hạnh đáng nghi, sao chứng được quả lớn. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu.
một điều dễ dãi buông lung, một điều ô nhiễm cội cùng ác tri, một điều phạm hạnh đáng nghi, lòng chưa cũng chắc mong gì tốt hơn. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức và Cẩm Dân đã ôn bài xong. Mến mời của tàu bằng tay của quý vị, mến mời bằng tay của Nhật Quỳnh, Quỳnh Quách Thá Ná nha. Dạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Cẩm Vân. Dạ, cảm ơn Càng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bụt Tha Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính chào Đạo Tràng và cảm ơn Trích Hoa Nguyệt, Trích Trần Đạo, cô tu nữ Tệ Duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và con được ông bài Pháp Cú Kinh số 32. Và cảm ơn Quỳnh cho bài học. Văn Kinh Chí Sĩ Thi Lăng Căm Măng Săng Chí Lít Thăng Chai Văn Quá Tăng San Cá Sa Răng Râm Ma Ri Văn Na Tăng Na Tăng Hồ Ti Ma Háp Phà Lăng. Văn Kinh Chí Sĩ Thi Lăng Căm Măng Săng Chí Lít Thăng Chai Văn Quá Tăng San Cá Sa Răng Râm Ma Cha Ri Văn Na Tăng Hồ Ti Ma Háp Phà Lăng. Văn Kinh Chí Sĩ Thi Lăng Căm Măng Săng Chí Lít Thăng Chai Văn Quá Tăng San Cát Sa Răng Râm Ma Cha Ri Văn Na Tăng Hồ Ti Ma Háp Phà Lăng. Sống phóng đãng buông lung, theo giới cấm ô nhiễm, sống phạm hạnh đáng nghi, sao chứng được quả lớn. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Văn Kinh Chí Sĩ Lý Chẳng kinh chi si thì lặng cầm măng chẳng kỳ lít thăng và dẫn quá tăng sàn cà xa răng rằm mã cha ri dân nã tăng hô ti mà hạp pha lăng. Chẳng kinh chi si thì lặng chẳng kinh chi si thì lặng cầm măng chẳng kỳ lít thăng và dẫn quá tăng sàn ca sa răng rằm a cha ri dân na tăng hô ti mà hạp pha lăng. Văn kinh chi si thì lặng câm măng sẵn kỳ lít thăng cà dẫn quá tăng sàn ca sa răng rằm a cha ri dân nã tăng hô ti mà háp pha lăng. Một điều dễ dãi buông lung, một điều ô nhiễm khởi cùng ác tri, một điều phạm hạnh đáng nghi, lòng chưa vững chắc mong gì tốt hơn. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Đạo Tràng. Sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Cẩm Vân, cô Ái Minh, Minh Bát Tha Ná, Xích Trần Đạo, Xích Rạng Đông, cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh đã hoan hỷ lên kệ kinh. Và bây giờ thì cũng còn sớm dậy phút, con xin phép được cô tu nữ Tệ Duyên còn trước máy không cô? Alo, cô tu nữ Tệ Duyên còn trước máy không? Vậy là cô không còn trước máy. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư để chúng ta được học bài Pháp Cú Kinh số 313. Dạ cảm ơn Minh Bát Thanh Á cho bài học. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Nam Mô Ta Sa Phá Gia Quá Tô Arahato Samma Sambuddha Sa Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa.
Ram ma cha lo ca thi ba ti sa ham ba ti ca tan cha li an thi va rang a ya cha tha san ti tha sat tap ba ra chap ca cha ti ca đề xê tụ tham măng a nu cam bi măng ba chăng sa tham ma pê rim bi na dành cha ca dân su tan cha băng thăng a pi tham ma chăm măng a cô ta danh tô ta tu sạch cha đăng đăng ba bơ tha nay dê ba ri sa mặt chê ê quang sa hâm bà tì râm ma bà gà quanh tăng à cha thà tuấn hi pha quê na tăng bút thơ cà ruột nhê na thì qua xa già tánh ha bút tha và bà nê na mì gà đa dân ta tô gà tô bạn cha quát cha đà giờ nay dê à măng ba dê sĩ thầm ma tô ta tô ba phu tì xăm bút thơ à nu na thầm ma đê sa năng sạp ba di tha ba di sa gia à nu cầm bấm bị ca ta quê chúng sanh tất cả bốn hàng a như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiều khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhân lời nhưng chẳng dĩ hơi a viết lòng mở đạo dạy đời nhằm vườn lộc giả ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử a có năm thầy thính dự pháp từ đó là Nhơn Kiều Trận Như a được nếm hương vị hữu dương niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng trăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cà tan giới thừa ân phổ cập ha đa thừa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng cực học từ vựng câu pháp cứu kinh số 313. Dạ, một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp tính á. Sư có nghe được âm thanh của con, sư cho con một tín hiệu. Dạ, sa thú. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Sa thú lệnh thầy. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta bắt đầu học bài mới, đó là câu kệ Pháp Cú Kinh số 313. Như thường lệ, chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần, sau đó sẽ đi vào phần thức nghĩa từ vựng. Ca di ra chê ca di ra thề năng. Ca di ra chê ca di ra thề năng. Ca di ra chê ca di ra thề năng. Đàn hăng, dạ xin lỗi, đàn hát mê năng,
bát rắc các mề đàn hát mề năng bát rắc các mề đàn hát mề năng bát rắc các mề sĩ thị lô hi bát rít ba chô sĩ thị lô hi bát rít ba chô sĩ thị lô hi bát rít ba chô phi yô a cắt a kít ra tê ra chăng phi yô a kít ra tê ra chăng phi yô a kít ra tê ra chăng. Kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một cái động từ ca di ra. Ca di ra có nghĩa là nên làm, nên làm. Ca di ra này nó xuất phát từ cái động từ là ca rô tít. Các đồ tí, các di ra, nên làm. Chê, chê có nghĩa là nếu. Các di ra thề năng, có nghĩa là các di ra thá cộng với ê năng. Các di ra thá cộng với ê năng. Cá giết ra tháng cũng là nên làm, nhưng mà hồi nãy thì nó cũng xuất phát từ các rô tiết, nhưng mà chia theo các năng cách, còn bây giờ chia theo thụ động thể ở ngôi thứ hai xuống nhiều, thành ra đó nó trở thành cá giết ra tháng cũng là nên làm. Cá giết ra tháng ê năng. Ê năng nó xuất phát từ đại từ ê tát. Ê năng có nghĩa là ấy. Ê năng có nghĩa là ấy. Đan hát mê năng thì chúng ta phải tách ra, có nghĩa là đan hăng cộng với ê năng. Đan hăng có nghĩa là mạnh mẽ, bền bỉ. Đan hăng, mạnh mẽ, bền bỉ. Ê năng là một cái đại từ chúng ta đã biết rồi. Ấy hoặc là này, ấy hoặc là này. Ê năng. Bát rắc ca mê. Bát rắc ca mê ở đây có nghĩa là nên áp dụng hay là nên tiến hành. Bát rắc ca mê nên áp dụng hay là nên tiến hành ở trong câu này thì xài động từ nhiều. Bát rắc ca mê nên tiến hành hay là nên áp dụng. Tiếp theo thì chúng ta có một cái danh từ Sithilo. Sithilo có nghĩa là buông lung hay là lỏng lẻo. Buông lung hay là lỏng lẻo. Sithilo. Hí là trạng từ. Hí có nghĩa là thật vậy. Hí có nghĩa là thật vậy. Baritbacho có nghĩa là người xuất gia. Baritbacha được chia theo chủ cách số ít, thành ra trở thành Baritbacho. Baritbacho là người xuất gia. Phiyo, Phiyo có nghĩa là nhiều hơn. Nhiều hơn. Phi vô, nhiều hơn. Akirati, Akirati có nghĩa là vương vãi hay là tung té. Có nghĩa là nói về cái sự mà phóng đãng thì nó làm
tung tóe bụi đời. Bụi đời có nghĩa là những cái phiền não. Akirate, vương vãi tung tóe. Cuối cùng chúng ta cũng còn một cái danh từ nữa, Rachang. Rachang có nghĩa là bụi bặm. Bụi bặm, bụi bặm có nghĩa là cấu quế phiền trược rồi đó, là bụi bặm. Bụi bặm Rachang. Rồi, vậy thì chúng ta đã lướt qua được phần từ vựng rồi. Cảm ơn Phật tử Ái Minh rất nhiều. Ca di ra chê ca di ra thê năng đan hát mê năng bá rách cá mê si ti lô hít bát rít ba chô phi vô a ki ra tê ra chăng. Có nghĩa là cần phải làm, nên làm cùng tận khả năng, xuất gia sống phóng đãng, chỉ tăng loạn bụi đời. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Tỷ Quyền đã quan lâm vào trung. Bây giờ thì một lần nữa xin thành kính đảnh lễ đến Chư Tô Tăng. Ngài kính chào đại chúng ở trong trung. Con xin thay mặt hội chúng ở trong trung xin thành kính cùng thỉnh Thượng Tọa Tỷ Quyền từ bi hoan hỷ thiết giảng duyên sự và ý nghĩa của câu kệ Pháp Cú Kinh số 313. Chúng con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa. Dạ, Thượng Tọa có nghe được âm thanh của con thì con thỉnh Thượng Tọa cho con biết cái tín hiệu. Dạ, Sa Thú Lần Thai, con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Thưa đại chúng được nghe rõ. Chào cảm ơn quý vị. Chúng con thành kính đến lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng. Kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, để Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong thân chào đến những tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Apiwa de Miswa Kato Pakawata Tamu Taman Namasa Misopatibano Pakawato Sava Kasangko Sankhan Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương Thượng Đức Tam Bảo, là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hàng gia hộ đến Chư Tôn Đức Tăng với tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng là đã qua câu Phật cụ số 313. Câu Phật 313 này là một duyên sự của ba câu Phật cụ từ 311, 312 và 313. Câu Phật cụ này liên quan đến một vị tỳ kheo. Vị tự phụ cho nên gọi là một vị mà tỳ kheo mà tự phụ khó dạy. Mình ở trong kinh thì có chỗ mà tự phụ có chỗ khó dạy. Chúng ta biết cái đầu tiên như cỏ cú sa cũng nấm tất bị hòa đức tai hành sa môn tà bại tất bị đòi niệm một sống phóng. Câu số 2, sống phóng đẳng buông lung thế giới cấm ô nhiễm sống phạm hạnh đáng nghi sau chứng được quả lớn. Và câu thứ 3, cần phải làm nên làm cùng tận khả năng, xuất gia sống phóng đãng, chỉ tăng thêm bụi đời. Chỉ là một cái câu chuyện rất là ngắn, một duyên sự rất là đơn giản, nhưng ở đó lại nói cho chúng ta biết được một cái điều hết sức là quan trọng. Sư Đức Phật ngài ở tại kỳ viên liên quan đến một vị tỳ kheo mà khó dạy hay là tự phụ. Để chuyện kể rằng có một tỳ kheo lỡ tay làm đứt một cái cọng cỏ, thì lương tâm vị này á ái náy bèn tìm đến một cái huynh đệ của mình thuật lại câu chuyện, hỏi mà thưa huynh, tỳ kheo mà làm đứt cỏ có sao không? Thì thầy kia trả lời là đừng có quan trọng,
và cho rằng làm đứt cỏ sẽ bị hậu quả, chỉ cần xưng tội ra là khỏi tội thôi. Nói xong thì nhổ một bụi cỏ vứt đi. Và các thầy tỳ kheo đến bạch Phật, và Phật quả trách vị tỳ kheo qua những cái câu kệ trên. Thì kính thưa quý vị, đó là một duyên sự. Nhiều khi ở trong cuộc sống này chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng chúng ta cũng không nên, cũng đừng nên xem thường. Bởi vì cũng như chúng ta cho cái tội nhỏ nó không sao, thì nó tới cái tội lớn. Thì ở đây cũng vậy, cái tinh thần tôi cũng vậy nữa. Từ cái chuyện nhỏ mà chúng ta xem thường, hay chuyện nhỏ mà chúng ta chấp nê, không phải là một chuyện tốt. Nhưng cái chuyện gì giữa cái tu tập, cái sự tu tập và cái giới luật, nó rất là xa, nó rất là cách xa. Cái tăng thêm mà chúng ta gọi là chữ bụi đời đang tiếp, tức là cái sự ô uế, cái sự chỉ tăng thêm cái cấu uế, cái nhơi bụi bặm á. Chúng ta sẽ cái từ bụi đời thì chúng ta nghe thấy chỉ tăng thêm cấu uế, đúng thì tăng thêm bụi đời. Nhiều khi và thượng suy nghĩ cái bụi đời đây, tức là nói đến một cái tệ hại. Yeah. Thì đó là cái từ ngữ nó như vậy thôi. Thì kính thưa quý vị, một vị mà đời sống xuất gia thì chúng ta phải giàu cho cái tội lớn tội nhỏ, cái giới lớn giới nhỏ gì thì chúng ta cũng không có thể nào mà xem thường. Cái khinh giới, cái trọng giới nó là một vấn đề mà từ đó để tam nghiệp chúng ta có cái sự thu thúc, chúng ta có một cái sự giữ gìn, chúng ta có một cái sự cẩn trọng. Nhiều khi người ta cho nó là một chuyện bình thường, nhưng nó là rất là dị thường. Nhiều khi người ta cho là không sao, nhưng điều nó rất là sao, nó rất là ghê gớm, nó rất là có sao, nó rất là xảy ra nhiều chuyện mà chúng ta biết nó sẽ rất là nguy hiểm. Ví dụ bây giờ chúng ta tu, chúng ta nói rằng bây giờ, ví dụ như bây giờ nói rằng chỉ năm giới không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối cũng được như vậy. Nhưng chúng ta cười, ví dụ như cái chỗ, ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, nói theo cái giới thì cứ như là không ăn sái vợ, không muốn hát xem đờn kẹn, không trang điểm, vân vân. Chúng ta cho nó là không, thì nếu cho nó là không có tội, không có gì hết đó, thì không hẳn Đức Phật ngài đã tuyên cấm. Bởi vì chúng ta sống ở trong cái đó là chúng ta chạy theo cái dục, chạy theo cái tham dục. Mà cái tham dục đó chính là chúng ta khổ đau. Rồi việc thứ hai nữa, kính thưa quý vị, nhiều khi mình coi cái chuyện nó rất là nhỏ nhẹ, nó rất là bình thường, nhưng ở đây cái tam nghiệp là cái gì? Tức là tham ác, sân ác, tà kiến ác, nó rất là quan trọng. Dĩ nhiên thân không sát sanh, được cấp tại dâm khẩu, không nói dối, hai lưỡi nó đâm thọc. Nhưng ở đây ý chúng ta tham ác, sân ác, tà kiến ác, cái tham ác, sân ác, tà kiến ác ở đây nó rất là lớn. Nó liên quan đến một cái, nó tạo cho chính chúng ta một cái cách sống, nó tạo cho chúng ta một cái cách mà hành xử. Nhiều khi nó coi có chuyện gì nhưng nó rất là nguy hiểm, nó tạo cho chúng ta một cái động lực, tạo cho chúng ta một cái nghiệp quả ở đời sau, hay là một cái cố chấp. Có nhiều khi có một số nó không cấu thành tội như là cái giới, nhưng cái cách sống mà phi pháp, cái cách sống mà đạo mạo, mà trộm tướng á, nó còn hơn cái giới nữa. Bởi quý vị biết cái đó là cái trộm tướng, cái trọng tướng này thì đi ngược lại chân lý, đi ngược lại lời dạy của Phật, đi ngược lại những cái gì mà Đức Phật đã thiết lập, những gì mà ngày nay chúng ta đi ngược lại nó còn nguy hiểm hơn nữa. Bởi vì ngày hôm nay nó xuất hiện nhiều cái dị giáo, hay hoặc là ở trong cái ở trong cũng nói được tu theo cái như chánh giáo, chúng tôi Thích Ca, chúng tôi tu theo cái truyền thống của Nam Tông, vân vân, mà chúng ta lại đi ngược lại cái tinh thần giáo lý hết, thì đó chính là nó còn hơ là cái ác giới, cái ác giới, cái đó thì cũng đồng xem như là một cái ác giới, ác kiến. Ở đây chúng tôi không nói cái ác kiến mà cái ác giới. Ác kiến nó ghê gớm gấp trăm ngàn lần. Nhiều khi là quý vị thấy người ác kiến
đến nỗi mà họ che chắn, mà chúng ta nhiều khi chúng ta lầm tưởng cho đó là một cái điều mà nó hay, cho đó là một điều tốt, mà từ cho đó là nó là mang tới cho ta nhiều cái rất là nguy hiểm, rất là đau khổ. Khi cái sự tu tập của một người đệ tử cần phải có một cái sự tỉnh giác, cần có một sự tỉnh thức. Cái việc cần nên làm ở đây chính là cái gì? Những học giới, những giáo điều, những gì Đức Phật Ngài đã tuyên cấm, nó là một giá trị tuyệt đối. Nó là một điều mà chúng ta không nên xem thường. Hay là chúng ta tu tập, chúng ta nghĩ rằng thôi, nhập thế cái này cũng giới chứ, chế bớt đi, nó cũng không đúng. Ngày hôm nay thì người ta chế bớt, người ta thêm và người ta giảm chế những cái lời dạy của Phật. Dựa theo kinh văn á, những học giới gì Đức Phật đã ban hành thì không sửa đổi và không thêm, không bớt những gì mà lời Đức Phật đã giảng dạy. Cái điều này nó rất là hay và nó rất là đẹp, nó rất là tốt. Đôi khi chúng ta không biết, chúng ta cứ nghĩ rằng có một số người nghĩ rằng nếu mà tôi hay hoặc là giảng kinh, cứ cho rằng là giảng như vậy là không ai hiểu hết, còn mình nói theo nhẹ nhẹ, mình nói theo đời chút xíu người ta hiểu. Nói như vậy vô tình chúng ta nghĩ rằng những cái lời Phật dạy, cái Phật Ngài chắc dở hơn ta. Đó là một sự ngu si vô cùng to lớn. Chúng ta mở rộng hay chúng ta giảng bằng tư kiến, đó là của chúng ta. Và chúng ta cũng phải nhớ rõ cái nào là của Phật, là của Phật, cái nào không phải của Phật, chúng ta phải xác định rõ ràng. Chứ phải nhân danh công lý, đây là lời Phật dạy, cái điều đó, cái phi chân lý mà chúng ta cho là chân lý, những điều mà lời Phật dạy đó là chân lý mà chúng ta cho là không đúng là phi chân lý, cái điều này kết tội lớn. Thì cũng vậy, cái việc nên làm đó là cần nên tuân thủ và giữ gìn, cầm nắm và thọ trì những lời dạy của Phật theo pháp và luật. Những gì mà trong kinh, trong luật, trong pháp Đức Phật đã dạy, chúng ta phải thọ trì. Và chúng ta làm hết khả năng của mình. Đối với người xuất gia là phải như vậy. Còn nếu như mà cái điều cần làm, cái điều mà không nên làm mà chúng ta lại làm, mà chúng ta làm một cách quá phóng túng như một vị tỳ kheo này, chỉ có một cái cọng cỏ, tại sao mà vị ấy lại là cắt rứt lương tâm ở trong cái giới, cái nó cũng khinh giới, tức là một vị tỳ kheo mà không được sắt, coi như không được chặt cây, không được coi như là nhổ cỏ vân vân, thì cái điều đó là trong kinh có, ở trong luật có như vậy đó. Rồi ấy vì đó làm thì vì đó thấy khó chịu, vì đó thấy trong tâm mình hình như là vậy, nó không đúng. Nhưng với người khác thì nói cái này không sao đâu, cái này chỉ là sám hối, khi mà nói như vậy không có được. Cái điều này nó sám hối mà nó dứt tội đó. Thì cái giá trị sám hối dứt tội đó là để chúng ta không phải ăn năn, chứ không phải mà nói xong rồi cái hành xử của vị đó nó gấp 10, gấp trăm ngàn lần, lập tức giật cái bụi đó lên và quăng đi. Thì ở đây chính là cái điều á, vị ấy làm sai, mà vị ấy làm một cách quá đáng. Cho nên Đức Phật thì khiển trách con người như thế. Đó là cái sự ngu si, đó là cái sự nguy hiểm. Nguy hiểm cho cái cuộc đời tu của mình, cũng như cho con đường sanh tử. Cái điều gì sai, nó thuộc về sai. Có một lần chúng tôi đi đến chỗ đó cái thuyết pháp,
vị đó. Họ làm không đúng, họ bị tai thác liên quan cái giới. Cái việc đó nói với chúng tôi, nói sư huynh lên sư huynh các sư huynh nha thuyết pháp đó, tỉnh sư huynh nói rộng cái chỗ cho người ta hiểu, chứ cái đó nó thuộc về cái giới bình thường, tại sao nói vậy đó cho người ta hiểu, chứ mình đừng cứ cái đó mình họ quá quan trọng. Thì chúng tôi phải nói với cái vị đó rằng, chúng tôi nói đó, tôi không nói cái việc đó đó, nó thuộc về cái giới đó, thuộc về cái luật. Thì cái chuyện luật Phật cấm như vậy nè, còn cái chuyện mà sư làm đúng hay không, sư có đúng luật hay không, chuyện của sư, chứ sư mà sư kêu tôi phải nói sao mà để nói như vậy, để sư huynh nói lên thì mỗi vị pháp sư mình nói như vậy để cho họ hiểu, phải không? Cái điều đó là luật Phật đã ban như vậy rồi, mình nói như vậy là mình cho được cái chuyện bình thường, mình dẫn giải người ta như vậy là không đúng. Thì chính chúng tôi đã thấy cái tình huống như thế này, chúng tôi nhớ như vậy đó, thì chúng tôi không chấp nhận. Chúng tôi cái chuyện của sư thì kệ sư, tôi cũng ý kiến của sư, còn người ta ý kiến chuyện của sư đó là chuyện của sư. Còn không có lẽ không thể nói rằng cái chuyện mà tự nhiên ta nói, ta nói đến cái chuyện riêng của sư rồi, cái chuyện mà sư phạm tội như vậy rồi, cái tự nhiên tôi nói như vậy là không sao, mà không có chuyện gì. Cái giới đó nó đơn giản, tại sao mà tôi dám coi nó là một chuyện thêm giới được. Cái điều đó thọ trì ai được, thọ trì được thì ai không thọ trì được thì tùy cái nghiệp duyên của mỗi người chứ. Chứ nói rằng là nó không sao này nọ được, cái điều đó là tôi không thể nói gì được. Thì chúng tôi đã gặp tình huống như vậy. Và cái khi chúng ta nói như vậy, chúng tôi về chúng ta thấy mình rất là hay. Chứ còn nếu như cái vị tình mà lên mà nói không sao đâu, cái chuyện đó nó không là cái gì, kính thưa quý vị, đây là một sự nguy hiểm vô cùng. Cho nên ở đây cái sự tu nó là một vấn đề không của riêng, và nó cũng ở đây nói đến những người tu thì lấy cái đối tượng Đức Phật này là lấy đến những người tu, nhưng là những người cư sĩ cũng như vậy, chúng ta cũng phải nhớ như vậy đó. Những cái câu kinh, những cái tích truyền hay là những cái giai thoại mà liên quan đến các thầy tỳ kheo, bởi vì các thầy tỳ kheo gần Đức Phật, cho nên cái điểm mà đối tượng Đức Phật đã lấy để giảng dạy cho tất cả chúng sinh luôn. Cái chuyện gì chúng ta hiểu tầm cỡ đó thì thôi, đó cái điều chúng ta hiểu như vậy. Cái điều đúng hay điều sai hay cái điều mà còn khiếm khuyết gì đó thì cần phải bổ túc thêm. Đó là những lời lần khi hỏi chúng tôi về những cái điều giáo lý, hay những câu trắc nghiệm, hay những cái câu mà thảo luận. Cái thứ việc chúng tôi cũng muốn nói như vậy, đấy chứ. Nhiều khi đó, yêu cầu các vị bổ túc cho nó được hoàn mãn ở đó. Chứ nhiều khi mà nói còn thiếu, hay mình nói nó trật hay nó sai, thì nó sẽ còn đỡ hơn. Mình nói như vậy, mình khẳng định như vậy rồi, ở đây là kinh, chết không được, đây là luật. Tự nhiên chúng ta nói xong hồi của chúng ta, sự thật ra kiến thức, kiến văn thì nó nhiều, mà đến khi nó trộn lộn như vậy rồi, nhiều khi chúng ta nói hồi chúng ta đóng mạc một cái ở đây là lời Đức Phật nghe trong kinh, Đức Phật nghe nói, nhưng trong kinh nào trong giáo lý nhà Phật nói như vậy, hay là chúng ta chỉ nhớ rồi chúng ta nghĩ rằng cái chuyện đó là chuyện tốt, đó là lời Phật dạy như thế mới làm gì. Cũng như là đạo nào cũng là đạo tốt, dạy cho người ta ăn hiền ở lành, chúng ta nói cách chung được. Nhưng khi mà chúng ta nói ở Phật này dạy cũng ăn hiền ở lành, người ta dạy cũng ăn hiền ở lành, cho nên đạo nào cũng là đạo hết. Chúng ta nói phải đúc và tùy chuyện, chứ phải đạo nào cũng như đạo nào, không phải đạo nào cái người nào cũng như người nào. Đây là một điều mà mọi người cần phải tỉnh thức cho nó. Có những chuyện cần làm, thì chúng ta nên làm hết sức mình, hết làm hết khả năng của mình. Chứ đừng bao giờ làm hết khả năng mình, làm hết sức mình bằng những cái điều nó không đúng. Thì nó cũng là một xuôi chiều. Và khi, kính thưa quý vị, ở trong cái sự tu tập, nó phải vượt qua nhiều hiểm nạn, vượt qua nhiều cái điều mà chúng ta cần phải có một cái sự... suy
tư, cần phải có một sự suy nghĩ, cần phải có một sự để soi xét ở trong cuộc đời này đó, cái tâm phàm phu của chúng ta nó rất là vô thường, nó rất là biến đổi theo cái nghiệp quả. Nếu như chúng ta tu, chúng ta không có có cố gắng mà chúng ta tu, mà chúng ta có thể chuyển được cái nghiệp của mình, chúng ta nhẹ nhàng bớt, pha loãng bớt những cái chuyện, những nghiệp ác của mình, thì khi những cái hậu vô nghiệp đời trước mà nó trả về, thì kính thưa quý vị, chúng ta cũng phải chịu lãnh thôi. Chứ đừng có nghĩ rằng nhiều khi mình biết, có nhiều khi chúng ta suy nghĩ như thế này, chúng ta cũng bị nguy hiểm. Ủa tại sao mình tu mà tại sao mình phải đủ khổ đủ chuyện hết rồi vậy? Tại sao mình cũng làm phước, mình cũng cúng dường, mình cũng thọ giới, mình cũng học pháp, mình cũng làm đúng hết trơn, tự nhiên sao mình đủ gặp đủ chuyện, đủ thứ đủ chuyện hết trơn. À, như vậy có nghĩa là chúng ta bị cản đảng, có nghĩa là không phù hợp, mà cho nên thôi bỏ. Thì kính thưa quý vị, đó chính là một cái sự suy nghĩ sai. Một là cái gì? Cái nghiệp, bởi nó xuất hiện tới cho chính ta, đó cũng do chính mình. Và cái nghiệp đó nó do chính mình. Có đôi khi ở trong quá khứ nó trợ tạo, có đôi khi chúng ta bị phóng dật, có đôi khi chúng ta bị cái tâm mà nó hoang vu, suy nghĩ lung tung, mơ mộng đủ điều, ước vọng quá nhiều thứ, thì nó cũng làm cho tâm của mình nó dao động, tâm của mình nó buồn chán, tâm của mình nó mệt mỏi. Hay mình cầu mong mà nó không được vừa ý, nó không có được như ý của mình, thì chúng ta cũng gây nên cái buồn khổ. Cho nên là một người tu chúng ta phải sáng suốt, nó rất là quan trọng, nó đơn giản cho chính chúng ta. Như khi chúng ta gặp được nhiều cái điều cản trở, còn nếu như khi chúng ta gặp cái khó khăn đó, cái mọi chuyện nó không đơn giản như chính chúng ta nghĩ nó là đấy. Nhiều khi nó gặp nhiều cái điều rắc rối, và nhiều cái điều rắc rối này nó gây cho ta hoài nghi, gây cho ta một cái điều sinh cái tâm mà nó không vừa lòng, nó không như ý. Cái điều này gặp đúng gì? Bây giờ mình ngồi á, mình nói á, thì nó dễ, mà đến khi nó gặp á, mà chúng ta rút trôi á, thì nó mới là vấn đề lớn. Mình tu mình nó từ bi, mình tu mình nó thiền hòa, mình tu mình nên xả bỏ, xả chấp hết, đừng có chấp. Mà đến khi chúng ta gặp cái chuyện thấy nghịch lòng mà chúng ta có thể vượt qua được, thì đó nó mới nói được cái năng lực tu của mình. Hay hoặc là chúng ta sân lên mà chúng ta biết dừng lại, chúng ta có bị câu thúc, chúng ta có bị chấp, nhưng chúng ta biết buông bỏ, đó mới là một cái, đó là một cái tiếng tu. Bởi vì người ta nói rằng mình càng tu á thì nó sẽ càng tốt, chứ đừng có nói rằng chúng ta càng bị khảo. Sự thật ra chúng ta tu như thế nào khảo? Cái điều thứ nhất, chúng ta tu nó chưa có rốt ráo, nó chưa có hết sức, chưa hết khả năng, hay nó chưa, chúng ta tu nó chính vì chúng ta chưa hết khả năng, chính vì tâm chúng ta dao động, tâm chúng ta bị phóng dật, tâm chúng ta bị nhiều điều nhiều thứ, rồi nó sản sinh đến những cái điều đau khổ cho mình. Rồi cái mình cái cuối cùng mình kết luận cái này ơi, mình đang bị khảo. Phải mà tu như thế nào mà khảo? Cái chuyện này phải nói một cách sáng suốt một chút xíu, chứ không phải nói rằng là mình tu mà bị khảo. Mình có tu bao nhiêu thì mình nói bị khảo. Cũng như nghe làm có chút xíu mà than mệt, thì đó chính là chúng ta tránh né, là chúng ta lười biếng, hay chúng ta đổ thừa hoàn cảnh. Thật ra thì nó sẽ được rất là tốt
và nó cũng phê bị rất là xấu. Nó tốt nó xấu ở đây chính là chúng ta. Nếu như chúng ta có một cái tâm tu tập thì mọi việc đó là sa thú lành thai. Nếu như chúng ta không có một cái tâm tu, hay là chúng ta xem mọi thứ là bình thường, thì nó rất là nguy hiểm. Quý vị biết, khi dùng trong bát á, ở chùa chúng tôi chỉ đang dùng trong bát. Quý vị nào mà bỏ rác ở trong bát, thí dụ ăn xong, cầu cái bát xong, thí dụ chúng tôi nói ví dụ ăn trái cây, bỏ bát, bỏ rác vào đó, chúng tôi không chịu, chúng tôi không được vậy. Một cái chuyện nhỏ thôi, người ta nói dễ, chắc mình chấp, không phải chấp. Đây là cái bát của Phật, để dùng để chứa thức ăn, dùng để ăn, chứ không phải cái dùng mà để bỏ rác vào trong bát. Cũng như chiếc y á, chúng tôi không dám dùng cái y ở dưới đất. Cái y đó mình phải vắt lên ở trên sào, hay trên kệ, hay là cái nơi mà nó máng y, chứ không cái y mà vắt xuống. Nhưng nhiều vị không biết cái cú cái y nó như là một miếng vải, phải vậy, mình không biết trân trọng. Bởi vì cái đó là cái biểu tượng, cái đó là một cái biểu tượng, cái lá cờ của thánh nhân, là một vị thứ nhất, vị thứ hai nữa. Mình không có làm mất đi một hình ảnh đẹp. Thì nói như vậy, thí dụ có cái rồi nhiều người tính, cái chuyện đơn giản, cái y ché thân có nhậm nhọ gì thì mình để đó, cái bát thì vứt ra ngoài thì nó dơ, thôi mình bỏ trong bát đi, lát mình đổ, mình dọn. Chúng tôi nói phải, không phải mà nó không được, cái đó luật nó không cấm, nhưng tâm của chúng ta biết trân quý. Ở đây kính thưa quý vị, cái giá trị trân quý đó thì chúng tôi không phải nói rằng như vậy là mình hay, nhưng muốn nói rằng mình biết giữ gìn, biết bảo trọng. Mình không làm được cái điều gì tốt đẹp cho Phật pháp thì mình cũng đừng có làm cái gì nó xấu cho Phật pháp. Cũng như Đức Phật nói ra giải rằng, sa môn xúc xích khó coi, nữ nhân chạy nhảy ngoài đường ai xem. Nếu chúng ta không mặc y áo đứng kín đáo, nó ngay ngắn, nó đẹp. Hay là một vị sa môn mà cười đùa nói năng chạy nhảy thì nó còn gì nữa. Cho nên lô cái qua chát, đời khiển trách. Mà đời khiển trách như vậy hỏi gì chứ, nhiều khi nó không là, nó không là là luật cấm, nhưng đời chê trách nó không đúng, nó không phù hợp thì chúng ta cũng tránh né. Cho nên đó là như vậy đó. Bởi vì nếu như chúng ta không có một sự thủ trì, chúng ta không có một sự hiểu biết, chúng ta không có một cái sự tu tập, thì chúng ta càng ngày nó càng tăng, dầu cho ở bất cứ hoàn cảnh nào, dầu cho là cư sĩ hay đời sống cư sĩ hay đời sống xuất gia, đời sống tại gia hay đời sống của xuất gia, nó cũng là như thế. Mình buồn, mình bực cái chuyện gì đó, bỏ qua đi. Cái đời sống mình sống bao lâu mà nặng phiền, sống bao lâu cần thiết gì phải làm cho tự mình đau khổ, và người khác cũng đau khổ như mình. Khi chúng ta có một sự suy tư, khi chúng ta có một sự suy nghĩ như vậy, mọi việc nó là khác. Còn nếu chúng ta không có một sự suy tư nó rõ ràng, có một sự suy nghĩ nó rõ ràng, thì tất cả nó là một sự nguy hiểm. Trước khi việc ác làm e rằng không kết quả đến ta bao giờ, nước kia từng giọt nhỏ hờ, bình kia tràn chảy luôn ngờ hôm nay. Từ cái việc nhỏ mà chúng ta không xem trọng, không xem nó là nguy hiểm, thì đó chúng ta sẽ biết. Cũng như ở trong kinh mà dạy rằng đừng bao giờ mà xem thường một đốm lửa nhỏ, một vị vua trẻ, một vị sa môn nhỏ, một con rắn độc, một con rắn nhỏ. Tại sao như vậy? Một vị sa môn nhỏ như điều mà quả thật có thể mai sau vị đó là một vị hòa thượng, là một vị thánh, là một người giúp cho đạo, là một người pháp sư, giảng sư, vân vân. Còn nếu theo đời bây giờ có là mình khuyên mai sau người ta làm một vị trụ trì,
thì có trách nhiệm với quý đại chúng tăng già. Rồi có thể là vị đó là một vị Bồ Tát, hay có vị có thể vị đó mai sau vị đó sẽ đắc thắng. Chúng ta không được xem thường. Cũng vậy, một vua trẻ đó, hay là một vị hoàng tử, một vị thái tử, nếu chúng ta xem thường họ thì mai sau rất là nguy hiểm, bởi vì chính là họ nắm tất cả binh quyền, quyền sinh sát trong tay của chính họ. Cũng vậy, một cái con rắn nhỏ, nếu chúng ta không xem, nếu chúng ta không cẩn thận thì chính con rắn này nó sẽ cắn ta, nó sẽ làm cho ta thiệt mạng, làm cho chúng ta đến chết đi. Dạ, thì khi hiểu, khi nói như vậy thì để cho chúng ta mới thấy rằng nó không có đơn giản như những gì mà mình suy nghĩ đâu. Chúng ta phải cẩn trọng. Giờ chúng ta cẩn trọng chừng nào thì nó tốt đẹp hay chừng đó. Quý vị hãy nhớ việc mình làm, đừng bao giờ lấy cái lời dạy cái kinh luật mà chúng ta so sánh. Hay chúng ta nhìn lỗi người, hay chúng ta so sánh, hay chúng ta nghĩ rằng mình làm như vậy không sao. Cái nào thuộc về luật là luật, cái nào thuộc về kinh là kinh. Có những cái nó tương đồng, có những cái lý nó rất cần. Cũng như mình nhập thế mình vào đời thì không sao hết, phải thua cái tâm của mình nó tu thì mới là một vấn đề. Cái nói như vậy, cái đời sống của người tu là cái đời sống nguyên vẹn chung với cái tu hình giác. Ta đây khác hơn cả thế, cho nên vì vậy ta cũng phải sống cái đời sống khác người thế, chứ phải giống được như người thế. Dạ, cho nên vì vậy nó nhiều lắm quý vị, nó có nhiều cái điều mà chúng ta phải có một cái phải sáng suốt, chứ có một sự suy nghĩ, chúng ta phải có một cái sự minh mẫn thì chúng ta nó sẽ tốt đẹp. Còn nếu như chúng ta không có một cái, chúng ta cứ chung chung mà chúng ta làm thì nó rất là tiếc, nó rất là nguy hiểm cho chính mình. Bởi vì những gì chúng ta làm, những gì chúng ta suy tư, những gì chúng ta nói đây, suy nghĩ đây, hành động đây, nó đều là một cái hệ quả của động lực, đều là hệ quả của nghiệp mà nó cấu thành, tạo thành. Có đôi khi có một chuyện nhỏ thôi nhưng là xé ra to. Nhưng có khi những cái chuyện nhỏ đó mà chúng ta biết để chúng ta cho nó qua có nghĩa là không phát sinh nữa. Cái chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ cho nó không, ở đó chính là chúng ta diệt trừ đi không cho những phiền não nó sanh, chứ không phải là chúng ta bỏ qua cái gì, không có bị câu thúc, không có bị dính mắc. Sự thật ra phải vậy, mà chúng ta biết tránh né, để chúng ta biết vượt qua nó, đó mới là cái tu. Vì đường tu nó rất là dễ mà cũng rất là khó, cũng rất là gặp nhiều cái điều tốt đẹp, và nó cũng gặp nhiều cái điều mà chúng ta không như ý. Nhưng là một người phải có sự khâm nhẫn, phải có một cái sự cố gắng, phải có sự tinh tấn, phải có một trí tuệ, thì chúng ta cái đời sống tu nó sẽ được tồn tại hơn. Hay là trong cái đời sống là một người Phật tử hộ pháp cũng vậy, cũng như là chúng ta thấy cái phước lành của mình tạo nó khó được làm phước lắm, khó được tạo phước lắm. Khi chúng ta hiểu Phật pháp rồi chúng ta mới thấy là tại sao nó là khó tu. Khó được gặp Phật pháp, gặp được Phật pháp, khó được nghe Phật pháp. Cái này là thêm, nghe được Phật pháp mà ở đây nghe mà nghe hiểu kìa, chứ nghe được là một điều khó, mà nghe mà hiểu được là cái điều nó khó hơn. Thì cũng vậy đó thưa quý vị, mình cần phải có một cái một lòng, một tâm, một niềm, dầu cho những cái học giới, dẫu những cái lời dạy của Phật lớn nhỏ gì, chúng ta cố gắng, chúng ta vun bồi, chúng ta thọ trì, chúng ta gìn giữ những cái lời vàng ngọc, những cái khuôn vàng thước ngọc mà chính bậc tổ sư, vị thầy cao cả của chúng ta đã truyền trao, thì chúng ta sẽ được tốt đẹp. Chứ chúng ta cũng đừng nên xem thường, hay đừng nên cho rằng rất đơn giản với những học giới hay là những cái lời dạy chính Đức Phật, đừng có cho rằng những cái pháp này là pháp cơ,
pháp này chỉ là bố thí thôi, bố thí chỉ pháp tham thiền thôi, chúng ta không quan tâm. Nhưng sự thật kính thưa quý vị, chỉ có một cái điều này, đường tu bố thí đứng đầu. Nếu chúng ta không có bố thí, chúng ta không làm được cái gì. Nói luôn cả các bậc xuất gia, không phải mình chỉ thọ nhận mà mình phải biết làm, mà mình biết làm hơn người, để mình chứng minh cái sự xả bỏ, mình chứng minh cái nhân quả, mình chứng minh cái một cái sự thực hành cho cái người cư sĩ hay cho cái người thế là biết. Chứ phải nói cho nhiều vị ẩn sư pháp sư nói người ta làm phước để báo ân cho cha mẹ đã quá giảng, nhớ tưởng nhớ làm phước cúng dường, thực tế chưa bao giờ thấy vì đó làm phước cúng dường cho cha cho mẹ họ. Cái điều này chúng tôi nói thẳng, có lẽ trong râm có chưa tăng đây, chưa tăng cũng hiểu cũng tự thấy, mà khi nó làm phước hiếm lắm. Đừng có nói chi những cái chuyện nó rất là nhỏ, nó đơn giản, chứ đừng nói chi chúng tôi nói Phật tử cũng như thế. Cái con người chúng ta không dễ dàng để xả cái tâm ra đâu. Ngay cả những vị đó là những vị pháp sư hiểu pháp biết pháp như thế đó, nhưng chưa chắc nói mà làm được cái điều đó. Hỏi nó nhỏ phải không? Không có nhỏ đâu. Nó lớn không? Có phải lớn không? Cũng có lớn đâu. Mà do tâm của mình, nó có lớn hay nhỏ là do tâm của mình. Cũng vậy, cái sự tu tập, cái sự giữ gìn thọ trì giới lực hay là thọ trì Phật pháp, đừng có xem là lớn hay là nhỏ, chuyện lớn chuyện nhỏ, mà chúng ta biết buông bỏ, biết thừa hành, biết chấp trì thì chúng ta sẽ được thay đổi, chúng ta sẽ được tỉnh hóa. Tất cả việc gì cũng như thế, hãy buông xuôi, hãy nhẹ nhàng thì để cho, bởi vì các pháp do nhân sanh rồi pháp có nhân diệt, và nó sẽ tán tụ và nó sẽ đi theo cái sự định luật vô thường, khổ não vô ngã của chính nó. Và chúng ta sống ở trong Phật pháp, chúng ta là những người đệ tử Phật, thì chúng ta không có khinh trọng một cái lời dạy, một cái giới luật hay một lời dạy nào cả, mà đều coi là một điều hết sức quan trọng. Thì chúng ta để cho tâm của mình được tốt đẹp, với tâm của mình nó có thu thúc, với tâm của mình nó có cái sự tu tập để được sử dụng giữ gìn. Thì cái mạch quý ngài kính thưa quý vị, xin có đôi điều trình bày qua câu cú số 313 là như vậy. Những có điều chia sẻ tất tình những mong toàn thể quý vị bỏ ý kính dân và vui lòng để đức trời đế thích chỉ là những người có vị trí thiền phụng trì chánh pháp, như là các vị chư thần chư tiên, người tại chùa Quảng Nghiêm ở tại nơi tự gia của quý vị, mong tất cả chư vị chư thần chư tiên quan hỷ, và cũng như tất cả chúng sinh là chư các vị chân linh ký linh chúng sinh vô hình tại nơi chùa, xin tất cả được an lạc, được tổng quá trong Phật pháp, và mong cho tất cả quý vị của chúng tôi và quý vị được ân chuyên công đức lành, để được an lạc, để được tái sanh những cảnh giới an lành. Và nếu còn hiện diện, xin tất cả được an lạc, được tổng quá. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Thầy Ma. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thường Tòa Tuệ Quyền đã giảng bài học Kinh Pháp Cú số 313 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ, để cố gắng học theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thường Tòa. Và con kính thỉnh Thường Tòa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dung mít đến sư. Và tôi sắp mâm mâm ngà lăng phát hành, tôi sắp bê đê và ta sắp bồ bồ trà, nữ phá huê nê sa đà, sở thị phong quanh trư tê. Và tôi sắp mâm mâm ngà lăng phát hành, tôi sắp bê đê và ta sắp bê đê hâm má, nữ phá huê nê sa đà, sở thị phong quanh trư tê. Và tôi sắp mâm mâm ngà lăng phát hành, tôi sắp bê đê và ta sắp bê sang khá, nữ phá huê nê sa đà, sở thị phong quanh trư tê. Ca phương có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, ca sự thanh lợi thường thường đến người, cầu xin cho hóa của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Mẫn, Đại Pháp Tính cùng Chư Tùng Đức đã vào trong chứng minh chúng con được thọ trì vi giới, ôn bài và học Pháp. Và chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Dạ nay quá ta san chi vi ha ra qua si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta hình ta tham ma đa đề na ta hoàn tu vô chi ta.